Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình. Và ngày hôm nay thì hiện tại mình đang đứng ở dưới một chân núi. Như các bạn thấy rất là đẹp và rất là hùng vĩ luôn. Hiện tại mình đang đứng dưới chân núi này là chân núi Voi, một địa điểm du lịch khá là nổi tiếng ở Hải Phòng. Ở đây thì mọi là hàng năm thì họ sẽ tổ chức hội ở núi Voi, nhưng mà dịch năm nay chắc là họ sẽ không tổ chức đâu. Ngày hôm nay thì mình sẽ đi trải nghiệm đi lên núi để xem cảnh ở đây thế nào và không khí như thế nào, xem nó có đẹp hay không nhá. Bây giờ chúng ta bắt đầu cùng nhau đi nhá. Và hiện tại thì mình đang đứng ở quảng trường của núi Voi. Chỗ này thì sẽ là một chiếc sân rất là rộng, và khi mà tổ chức lễ hội đấy thì ở đây sẽ diễn ra các giải bóng chuyền. Như bạn thấy ở đây này, có rất nhiều vạch ở đây. Người ta sẽ tổ chức bóng chuyền ở đây, và đây có cả mấy cái côn bóng đá này. Lâu mình không đi, chắc là buổi chiều chắc là có rất nhiều người ra đây để đá bóng đấy. Và lần này thì sẽ là nối để lên núi, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lên trên núi nhá. Đang đi lên núi. Ở đây mình sẽ quay cho các bạn xem đường lên núi nhá. Đây các bạn, tùm cây luôn, nhìn rất là rậm rạp. Tại vì bởi dịch ấy, dịch cho nên là không có khách, nhưng không có nhiều người đi lại, cho nên là đường nó hơi nhiều cây, với lại không có lễ hội, cho nên là người ta vẫn chưa dọn đường đi lên đấy. Đây mình vừa đi lên đây khoảng tầm được 10 mét này. Đây là khung cảnh nhìn ra xa này. Wow, rất là đẹp luôn. Lên cao chắc là nó sẽ đẹp nữa. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục đi nhé. Đây là mình đang đi đến tầm gần từng nửa núi rồi. Và cảm giác như kiểu đang đi ở trong rừng ấy các bạn. Theo như mình biết thì cái núi Voi này thì nó cao khoảng 143 mét. Ngày hôm nay thì mình và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đi lên tận đỉnh núi luôn. Kìa đỉnh núi rồi các bạn. Sắp đến rồi. Tí lên giữa núi thì sẽ có một chỗ để nghỉ chân, nó gọi là bàn cờ tiên. Tí nữa mình sẽ quay cho các bạn xem bàn cờ tiên nó sẽ như thế nào nhá. Uầy, dã man các bạn ạ. Uầy, ở đây quay cho các bạn xem này. Ở đây có rất nhiều mấy cái cây này. Mấy cái cây này hình như là cây nâu thì phải. Lên đây cảm giác kiểu không khí nó trong lành hơn này, mát hơn. Thực sự là mấy bạn ở thành phố sẽ không bao giờ có cảm giác này đâu. Nếu các bạn muốn thử cảm giác không khí ở đây thì không khí kiểu trong này mát mẻ đấy, chim chóc hót các kiểu, thì các bạn hãy về núi Voi Hải Phòng nhé. Hiện tại thì mình đã đến bàn cờ tiên các bạn ạ. Đây, mình sẽ quay các bạn xem bàn cờ tiên nhá. Đấy, ở đây thì người ta gọi là bàn cờ tiên ấy, bởi vì kiểu ở đây ngồi đây nhìn kiểu giống bàn cờ ấy. Ở đây thì có rất là nhiều cột này. Đấy, đây là chỗ lưu kỷ niệm của các bạn trẻ. Trời, tôi nhớ bạn luôn. Thế, biết hiểu kiểu gì? Cực kỳ là xúc tích. Vâng, đây mình sẽ quay khung cảnh khi mà lên giữa núi cho các bạn xem nhé. Đây là khung cảnh ở giữa núi. Phía xa xa kia, không biết các bạn thấy có thấy không, nhưng mà ở phía xa xa kia thì sẽ là kiểu đường đi này. Ở dưới kia thì có rất nhiều các núi nhỏ khác. Và nhìn xa xa thì có rất là nhiều đồng ruộng ấy. Ở trên này thì mình thấy, có rất nhiều cây táo. Và bây giờ thì ông caramel trước của mình thì đang đi hái táo rồi. Và bây giờ thì mình sẽ thử đi hái quả táo để mình ăn nhá. Nhiều cay quá. Đây các bạn, đây là thanh niên đang đi hái táo ở trên núi. Lên núi để hái táo. Ui, quả này các bạn. Ui, nhìn nó tròn luôn. Ui, táo không biết có phải táo dạng. Ngọt thôi, ngọt luôn. Ăn được.
Nice. Ui, ngon các bạn ạ. Ui, đứa này mang thêm tí súp đi nhỉ. Nó bé nhưng mà rất là ngọt. Ôi, nhưng mà chưa chín lắm nhỉ. Chín quá mịt. Ui, ngon dã man. Đây không phải mình đi ăn trộm đâu nhá. Đây là cây táo mọc tự nhiên ở trên núi các bạn nhá. Sao ạ? Giòn luôn. Ui, trong này còn nhiều cây không anh? Còn mấy cây sau nữa các bạn. Ui. Thật gai đấy. Ok, thank you anh. Ngon không? Ngon. Ui. Tiến lên đỉnh trong và xuống ăn tiếp. Học đế. Ở đây thì mình thấy có một đống tro tàn này. Ở đây chắc là một số người đã đến để cắm trại và ngồi ăn ở đây. Đây, cái đá này để người ta kê lên để người ta nấu đồ ăn này. Và ngồi ở đây thì các bạn có thể nhìn ra rất là xa. Đấy, có rất là nhiều nhà, cây cối, rồi đường đi và đồng ruộng. Đấy, bao la luôn các bạn ạ. Và đây, phía này là đường lên đỉnh các bạn ạ. Đấy, đây là đường lên đỉnh nhé các bạn nhé. Wow. Đây này, đây sẽ là đỉnh núi này. Đấy, trong nữa thì mình sẽ đi ra lên cái lối kìa, lối thẳng đứng kia luôn kìa. Ở đây thì đường rất là um tùm và bây giờ chúng ta bắt đầu cùng nhau lên đỉnh nào. Đây là mình đang đi lên đỉnh núi các bạn ạ. Ui, kiểu cảm giác kiểu đi sinh tồn ấy. Ui, chỗ này thì kiểu nó dốc đứng luôn này. Ui. Cây tùm luôn. Ui trời. Ở đây thì dần dần nó không còn kiểu ra dáng bậc thang nữa. Chuẩn bị phải neo rồi, không đi được nữa. Ui. Đây là lên đỉnh núi các bạn ạ. Ở đây thì nó bị nở hết rồi, nó không còn ra hình bậc thang nữa. Cho nên là bây giờ mình sẽ phải neo. Ui, nó dốc đứng luôn rồi. Ui, đây là khung cảnh các bạn ạ. Sắp lên đỉnh các bạn ạ. Mệt dã man. Đây, các bạn nhìn này. Kìa, các bạn, tí chúng ta sẽ đi lên với cái đường kiểu men men nhỉ. Chắc là sợ lắm ấy. Ok, tiếp tục đi nhá. Ok các bạn này, nhìn này. Ở phía bên cạnh mình đang là một chiếc hốc núi này. Nó rất là sâu. Ui, nhìn sợ dã man. Phía dưới này có một số mấy cái cây giống cây mùng này. Nhưng mà nó xanh hơn cây mùng. Ui, vậy các cậu nào vứt cả nông bia ở đây ạ. Ui, mấy cái này nhìn như kiểu nước lâu ngày nó chảy ấy, xong nó tạo nên mấy cái hốc nhọn nhọn nhờ. Ui, mình sẽ quay sát cho bạn xem này. Ok, mày thực sự. Và bây giờ tiếp tục neo thôi. Thực sự là đi quay này nó rất là vất vả và mệt đấy các bạn. Cho nên là các bạn xem, các bạn nhớ ủng hộ mình một like, một subscribe nhá. Mình sẽ quay cho các bạn nhiều địa điểm du lịch kiểu đẹp hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lên đỉnh các bạn nhé. Ui. Đây là phía trên đỉnh núi các bạn ơi. Lên đỉnh rồi các bạn ạ. Ui. Ở trên này kiểu nhìn đá nó sạch hơn đấy, kiểu nó ở trên cao. Giới thiệu các bạn, đây là đỉnh núi Voi. Và hiện tại thì mình đang ở trên đỉnh núi rồi các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ đi lên chỗ cao nhất của đỉnh núi. Chính thức mình đã chinh phục được đỉnh núi Voi các bạn nhá. Bạn nào mà đến núi Voi ấy, các bạn hãy đứng lên chỗ này một lần. Kiểu đây nó sẽ là đích của chúng ta ấy. Mình đang ở độ cao 143m các bạn ạ. Đây các bạn nhìn này. Ở đây thì sẽ nhìn thấy kiểu tất cả những cái vùng ở xung quanh này đấy.
Ở đây người ta gọi là huyện An Lão các bạn ạ. Giới thiệu với các bạn, khi mà các bạn lên đỉnh núi Voi với độ cao 143m thì các bạn sẽ bắt gặp ngay một tảng đá, nó giống như kiểu là một cái bia tưởng nhớ của các đôi tình yêu các bạn ạ. Cái bia tưởng nhớ của các đôi tình yêu các bạn ạ. Nani? Đây sẽ làm đây, ở đây có một bạn tên là Minh Ánh này, trái tim nhưng mà bạn gì mình cũng chẳng biết luôn. Đấy, ở đây có một bạn nữa này tên là bạn Gu Anh à? Gu Anh hay Cu Anh mình cũng không biết nữa. Trái tim. Tuyền. Tuyền hay Tuyển nhỉ? Đấy, ui, đây có cả tiếng Anh luôn này. Ở mùng 1 tháng 5 2021 này. Bạn này mới lên này các bạn. Mình không biết là đấy à, đây rồi, đây rồi. Báo bánh yêu Yến Nhi các bạn ạ. Mình không biết là các bạn còn yêu nhau không. Bạn nào mà còn yêu nhau khi mà xem được video này thì hãy comment xuống video để các bạn biết nhá. Mình vừa nhặt được cái chuồn lông gà các bạn ạ. Đùa các bạn chút thôi, đây là bông của cây nâu. Và khi đỉnh núi này thì nó còn rất là dài. Bây giờ mình ra ngoài đầu trong mỏm đá kia xem mà nó có cái gì nữa. Ui, này khó đi quá. Nó bị kiểu chập trùng ấy. Ui, ở đây có một khe đá này các bạn. Ui, vết nứt của núi ấy. Ui. Thế như mình thấy thì những bạn nào ưa thích mạo hiểm thì các bạn có thể đến đây nhá. Ui. Kiểu như trời sắp mưa ấy. Đây có nhiều chuồn chuồn quá. Ui, giới thiệu với các bạn, ở đây sẽ có một chỗ kiểu có thể đứng để ngắm cảnh được này. Ở đây có một khoảng rất là rộng này. Ui, giờ mà cắm trại trên này xong rồi kiểu lướng thịt thì thôi rồi. Ui, vẫn có đường đi các bạn. Ok, và vừa rồi thì mình đã vừa chinh phục được đỉnh núi Voi các bạn ạ. Hiện tại thì mình đang ngồi trên đỉnh núi Voi. Cảnh vật hữu tình nhỉ, chuồn chuồn bay khắp nơi các bạn ạ. Ở trên này thì không khí nó rất là thoải mái và kiểu nó trong lành các bạn, mát mẻ. Kiểu mình hòa mình với thiên nhiên ấy. Cho nên là những bạn nào mà muốn trải nghiệm kiểu leo núi này, xong rồi các bạn ngắm cảnh này thì các bạn hãy đến núi Voi nhá. Và khi đến Hải Phòng thì khi bạn nào mà đến Hải Phòng ấy thì các bạn hãy con lưu quay về trải nghiệm nhé. Nó rất là thú vị đấy. Và bây giờ thì mình xin phép kết thúc video ở đây và cảm ơn các bạn đã xem. Nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye. Subscribe vào YouTube ấy, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.